Từ ngày chính thức dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội, huấn luyện viên Gong Okyun đã gây bất ngờ khi thay đổi hàng loạt vị trí thi đấu của các cầu thủ ở đội bóng này. Những hậu vệ cánh có tên tuổi như Vũ Văn Thanh hay Hồ Tấn Tài giờ đây lại ra sân ở vai trò hoàn toàn mới. Và đó cũng có thể coi là một gợi ý trong việc sử dụng người dành cho huấn luyện viên Philippe Chuzier tại đội tuyển Việt Nam. Ngay cả một tiền đạo cắm như Xuân Nam, huấn luyện viên Gong Okyun cũng thử nghiệm cầu thủ này đá tiền vệ trung tâm. Thầy luôn muốn chúng tôi phải thi đấu được từ 2 cho đến 3 vị trí trên sân. Chúng tôi luôn luôn cố gắng hoàn thiện để đáp ứng được yêu cầu của thầy. Hồ Tấn Tài chia sẻ sau trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023, sau khi được huấn luyện viên Gong Okyun thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong hai trận đấu dưới thời huấn luyện viên Gong Okyun, Hồ Tấn Tài được đá ở vị trí tiền vệ đánh chặn, thu hồi bóng và cầm nhịp. Đây là vị trí khá lạ so với chính Tấn Tài, vì trước đây ở cấp độ câu lạc bộ cho đến đội tuyển, anh chưa từng đảm nhiệm vị trí này. Ở trận đấu gặp Thép Xanh Nam Định tại vòng 5 V-League, Hồ Tấn Tài có lần thứ hai liên tiếp xuất phát ở vị trí tiền vệ trung tâm. Dù biết đây là trận đấu mang tính chất vô cùng quan trọng, nhưng huấn luyện viên Gong Okyun vẫn giữ nguyên quan điểm về cách dùng người khá táo bạo của mình. Tấn Tài xuất phát trong vai trò của một tiền vệ trụ, vị trí tối quan trọng trong hệ thống 4-3-3 của huấn luyện viên Gong. Trước đây, Tấn Tài chỉ leo biên, tấn công rồi quay về phòng ngự. Giờ đây, cầu thủ người Bình Định đảm nhiệm mọi thứ, từ khâu phát triển bóng, kéo bóng, thu hồi bóng, đánh chặn, hỗ trợ tấn công, hỗ trợ phòng ngự. Dù chỉ là lần thứ hai đá vị trí này, nhưng Hồ Tấn Tài đã cho thấy sự thích nghi và hòa nhập tuyệt vời. Có rất nhiều pha lên bóng sáng nước của đội Công an Hà Nội xuất phát từ những đường truyền vượt tuyến của Hồ Tấn Tài. So với Phạm Văn Luân hay những tiền vệ trung tâm khác của Công an Hà Nội, Hồ Tấn Tài có những ưu điểm vượt trội. Nổi bật trong đó là cảm quan không gian tốt, khả năng truyền bóng trong không gian hẹp ấn tượng, đặc biệt là đem lại sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Việc những hậu vệ biên bó vào trong và đá tiền vệ trung tâm đang là xu hướng của bóng đá hiện đại. Ở Việt Nam, ngoài trường hợp của Hồ Tấn Tài, mùa trước huấn luyện viên Banovic đã từng thử nghiệm trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đá tiền vệ trung tâm ở Hà Nội FC. Nhìn chung, sự đa năng của một hậu vệ biên có thể đem lại sự biến hóa về mặt lối chơi cũng như hệ thống chiến thuật. Hồ Tấn Tài đang chơi tốt ở vị trí mới có thể là phương án để huấn luyện viên Philippe Chuzier có thêm nhiều sự lựa chọn ở đội tuyển Việt Nam. Việc đã thi đấu rất tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, biết đâu sẽ giúp cánh cửa trở lại đội tuyển mở ra lại với hậu vệ 26 tuổi. Với Văn Thanh, dù câu lạc bộ Công an Hà Nội đã trải qua 4 đời huấn luyện viên, nhưng cầu thủ quê Hải Dương vẫn luôn giữ được phong độ ổn định. Thậm chí có một vài thời điểm chúng ta phải dùng đến từ xuất sắc. Từ thời huấn luyện viên Paulo Fueni, Flavio Cruz, Trần Tiến Đại và bây giờ là huấn luyện viên Gong Okyun, hậu vệ quê Hải Dương luôn là quân bài không thể thay thế. Ngoài suất đá chính liên tục, Văn Thanh ở câu lạc bộ Công an Hà Nội là một phiên bản hoàn hảo hơn rất nhiều so với anh khi chơi bóng ở Hoàng Anh Gia Lai. Bởi lẽ cầu thủ 27 tuổi được các huấn luyện viên thử nghiệm ở nhiều vị trí, từ đó những tố chất mới, những kỹ năng mới của Văn Thanh bắt đầu được bộc lộ. Hậu vệ trái, phải, tiền vệ trung tâm, tiền đạo phải và dưới thời huấn luyện viên Gong là đá tiền đạo lệch trái. Trong đội hình Công an Hà Nội không ai chơi được nhiều vị trí như Văn Thanh. Sự đa năng của cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai giúp các đời huấn luyện viên trước đây và huấn luyện viên Gong Okyun hiện tại trở nên biến hóa hơn, linh hoạt hơn trong cách vận hành sơ đồ chiến thuật. Mỗi trận đấu là một vai trò khác nhau. Phong độ ấn tượng tại đội Công an Hà Nội cùng sự đa năng đã giúp cho Văn Thanh thuyết phục hoàn toàn huấn luyện viên Philippe Chuzier. Ngay trước thềm vòng loại thứ hai World Cup 2026, nhà cầm quân người Pháp đã buộc phải gọi trở lại Văn Thanh. Dù trước đó vị thuyền trưởng 68 tuổi đã ngó lơ cầu thủ lò Hoàng Anh Gia Lai trong 3 đợt tập trung liên tiếp, không có thời gian làm việc nhiều cùng vị cầm quân người Pháp như là Trương Tiến Anh, Hồ Văn Cường. Nhưng Văn Thanh ngay lập tức chiếm suất đá chính trong hai trận đấu vừa qua, gặp Philippines và Iraq. Việc tự dưng có một tiền đạo cánh trái Vũ Văn Thanh thi đấu thăng hoa có thể sẽ giúp huấn luyện viên Philippe Chuzier có thêm những phương án trên hàng tiền đạo. Và việc Văn Thanh đang thi đấu quá tốt tại những vị trí mới ở câu lạc bộ sẽ khiến huấn luyện viên Philippe Chuzier vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì phong độ ấn tượng của cậu học trò, lo vì Văn Thanh sau quá thời gian chơi tốt ở câu lạc bộ trong vai trò mới, khi trở về đội tuyển Việt Nam, anh sẽ thể hiện ra sao ở vai trò cũ, vị trí cũ. Nhưng dù sao, sự đa năng của Văn Thanh cũng giúp huấn luyện viên Chuzier có thêm nhiều sự lựa chọn ở cả ba tuyến. Tại vị trí hậu vệ biên, Văn Thanh có thể đá trái, đá phải. Ở khu vực giữa sân, cầu thủ sinh năm 1996 có thể đóng vai trò là một tiền vệ cầm nhịp, thu hồi bóng tốt. Ở 1/3 cuối sân đối thủ, Văn Thanh đã thể hiện quá tốt ở vai trò tiền đạo phải trong đầu mùa 2023 và vị trí tiền đạo trái trong đầu mùa giải 2023-2024. Hy vọng sự đa năng của Văn Thanh sẽ giúp đội tuyển Việt Nam trở nên biến hóa hơn. Huấn luyện viên Chuzier cũng có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong bối cảnh cả ba tuyến của đội tuyển Việt Nam, mỗi vị trí đều đang gặp những vấn đề khác nhau. Có thông tin cho rằng trong bối cảnh bài toán tiền đạo chưa được giải quyết, huấn luyện viên Philippe Chuzier thậm chí đang muốn thử nghiệm Quang Hải cho vị trí số 9 ảo tại đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Chuzier đã thử nghiệm nhiều cái tên tại vị trí tiền đạo cắm trong 8 trận đấu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vừa qua. Tuy nhiên,
Hầu hết những phương án mà vị cầm quân người Pháp tin tưởng đều không để lại nhiều sự kỳ vọng. Ngay cả những mẫu tiền đạo cắm đích thực như Tiến Linh hay Văn Tùng cũng không đáp ứng đủ yêu cầu của thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Chuje đã thử nghiệm tổng cộng 4 cầu thủ cho vị trí tiền đạo cắm, bao gồm cả Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Tùng và Tuấn Hải. Hoàng Đức là cầu thủ được ông thầy người Pháp trao cơ hội nhiều nhất, khi cầu thủ của Thể Công Viettel được đá chính tại vị trí tiền đạo ở 4 trên 8 trận đấu. Trong khi đó, Văn Tùng có 2 lần đá chính và Tiến Linh cũng chỉ có 1 lần duy nhất được huấn luyện viên Chuje tin tưởng. Còn lại Tuấn Hải chỉ xuất phát ở vị trí này ở 45 phút hiệp 2 trong trận gặp Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Dấu ấn mà 4 gương mặt này đã để lại là không nhiều. Tuấn Hải gây ấn tượng, nhưng đó là khi anh đá lệch cánh. Vì vậy, huấn luyện viên Chuje đang tính phương án thử nghiệm một cái tên mới, vừa có khả năng gây đột biến, vừa có khả năng hỗ trợ khâu phát triển bóng tốt và đáp ứng yêu cầu về mặt chiến thuật mà huấn luyện viên Chuje đề ra. Cái tên mà vị cầm quân người Pháp đang tính đến là Nguyễn Quang Hải, cầu thủ từng chơi vị trí tiền đạo ảo trong quãng thời gian đầu khoác áo Pau FC. Kế hoạch sử dụng Quang Hải có thể được tóm tắt như sau: đôi lúc sẽ chơi như một tiền đạo cắm, đôi khi sẽ lùi sâu và đóng vai trò hậu công để những chân chạy cánh có tốc độ tốt như Tuấn Hải, Văn Toàn có nhiều khoảng không thực hiện những tình huống xâm nhập vòng cấm. Với mẫu cầu thủ đa năng như Quang Hải, huấn luyện viên Chuje rất muốn anh thi đấu ở nhiều vai trò khác nhau, tầm hoạt động phải rộng hơn và phải được xem là trung tâm trong những đường lên bóng tại đội tuyển Việt Nam. Quay trở lại trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Syria tại dịp FIFA Day tháng 6, đó là trận đấu mà Quang Hải đã được huấn luyện viên Chuje cho chơi tự do. Cụ thể, cầu thủ 25 tuổi sẽ không cố định vị trí trên sân mà phải di chuyển rộng, lúc cánh trái, lúc cánh phải, đôi khi xâm nhập vòng 16m50 và đóng góp vai trò hộ công. Ngoài ra, khả năng pressing không bóng của Quang Hải cũng không phải dạng vừa. Trong lúc những Tiến Linh, Văn Tùng hay Hoàng Đức chưa thể đáp ứng được yêu cầu của huấn luyện viên Chuje về một số khía cạnh mặt chiến thuật, Quang Hải dự kiến sẽ là quân bài được vị cầm quân người Pháp thử nghiệm trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023. Trước đó cũng có những thử nghiệm của huấn luyện viên Chuje khá thành công, mà nổi bật nhất là trường hợp của Phan Tuấn Tài. Khi còn huấn luyện U23 Việt Nam, cả hai huấn luyện viên Park Hang-seo và Gong Okyun dù khác quan điểm chiến thuật nhưng lại đồng tình với nhau ở cách sử dụng Tuấn Tài. Hậu vệ 22 tuổi được khuyến khích leo bên trái, phối hợp với các tiền vệ, tiền đạo để đột biến ở hành lang cánh trái. Những quả tạt rất dẻo hay căng ngang trả ngược tuyến hai của Tuấn Tài là miếng đánh lợi hại từng giúp U23 Việt Nam ghi nhiều bàn thắng quan trọng. Dù vậy, ở đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Chuje lại cố định Tuấn Tài ở vị trí trung vệ lệch trái. Ban đầu ông thử nghiệm, sau đó ông dùng cố định luôn học trò ở vị trí mà vốn cầu thủ người Đắk Lắk chưa từng gắn bó lâu dài. Nhãn quan chiến thuật, khả năng tịnh tiến bóng ổn định từ phần sân nhà của Tuấn Tài giúp huấn luyện viên Chuje có một chân truyền tốt ngay từ hàng phòng ngự. Đây là điều kiện cần để đội tuyển Việt Nam tổ chức triển khai lối chơi ở phần sân nhà. Tuy nhiên, hạn chế của Tuấn Tài cũng không ít lần bộc lộ. Cầu thủ 22 tuổi được đánh giá là bọc lót hiệu quả, có tư thế phòng ngự tốt nhưng lại không có khả năng tranh chấp và chạm rắn giỏi như một trung vệ điển hình. Nhưng nhìn chung, đây cũng thể coi là một thử nghiệm có giá trị. Có thể thấy rằng, giữa huấn luyện viên Philippe Chuje và huấn luyện viên Gong Okyun có khá nhiều điểm tương đồng. Cả hai vị chiến lược gia này đều rất thích thử nghiệm cũng như đều không ngại trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Nhưng phương án thử nghiệm Văn Thanh hay Hồ Tấn Tài của huấn luyện viên Gong Okyun đang cho thấy kết quả tích cực. Và với sự đồng điệu, biết đâu huấn luyện viên Chuje cũng sẽ thử nghiệm họ ở vị trí tương tự trên đội tuyển quốc gia thì sao?